Rồi, hello chào anh em. Nay bên này mình dẫn lưng về đây cho bắn thả lội nè, trải nghiệm. Biết đâu? Lụm rồi đó. Lụm đậu, chạy cái ụt rồi. Ê, lụm như gì kỳ vậy? Đẹp rồi. Cho vô mé đi. Rồi lặn luôn rồi, xong. Ngay đầu anh em ơi. Rồi tiếp tục. Thấy chưa à? Cái đầu chà bá. Ơi quá thấy rồi. Hút cái đầu. Rồi nó chui hang giờ. Mày chưa không suy nhê sao mạnh đạn hơn tôi hú không núp hả, ẩn mình núp hả, hú cái đầu rồi lụm. Ê con bên kia, con nó kìa, lưng bên em quay ngang vậy bắn. Chưa suy nhê đâu. Bắn thò lòi giống như bắn tôi hú cả gàng ba bắn luôn. Trời ơi, xíu nè. Trời con kìa. Đây, này dễ bắn rồi nè. Trời ơi. Bụp luôn. Rồi xong, hai con. Lụm anh ba. Lụm quần em vắng hơn anh mà. Săn lên nữa à, bấy hết trơn rồi lưng. Anh lội lụm con giữa đi anh ba, quần em biết nào cô. Đi vòng qua đó lụm con đó đi. Đi bên đây nè. Rồi, ê, nó chui vô hang, nó còn sống. Kìa, bội thêm. Rồi. Chui vô hang rồi. Rồi. Chết cha, nó lúng rồi. Đây con anh em ơi. Một con. Ướt xuống lụm, cứ ngắt à. Còn không? Con này dắt vô hang luôn rồi lưng ơi. Rồi cái quần dính xịn không. Chui vô đây luôn rồi. Chạy đâu con. Đây một con nữa anh em. Nè hai con. Đây, có hàng anh em. Dơ quá trời dơ ơi. Rồi, tiếp tục. Nè lưng ơi. Đây lưng, đây dẫn cho lưng trải nghiệm nè, đây bần ổi nha. Mình là kêu bần ổi. Lưng bẻ được trái chín nè. Ăn nó thơm lắm nè. Ăn cái bần mà nó thơm, ăn như cái ổi. Sống bẻ chín không bẻ như vậy? Muối rồi. Mềm mà. Cái này chính là mềm nè. Thơm lắm. Rồi tiếp tục. Gần tới vuông của bảo rồi. Đường nào không? Đúng rồi sống luôn. Đúng rồi sống mà. Hai con rồi đó. Đây ta hai con rồi nè, bảo được đâu không? Ê được con cọ kìa. Mẹ. Ôi ba con cọ này ai ăn, tù ăn chứ. Rồi hai dưới bảo. Rồi tiếp tục. Ngay đầu.
đâu kìa, quay 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 ra lâu sáng tiền bộ kìa, lụm đi thọ lụm à, lo lưng cái ừ kiểu vô biết rồi biết rồi biết rồi đừng bắn được con bốn sao nữa nè. Bác mất hai con mắt rồi. Được con nữa anh em ơi. Sang nó bắn chim này dở chứ bắn thò lòi là ok lắm. Trời ơi, bắn con chim mà không bay thì bắn được cho anh em. Ừ. Nếu nào anh nhổ lông hết đi, anh cột dây điện không cho nó bay luôn. Rồi, tiếp tục. Này, bên em đi xuống dưới Bảo. Ngay lúc mà nhà Bảo đặt cái cống mới anh em. Đang xả vuông nè, bắt cá quá trời mà. Để lát mình bắt cá, mấy anh em mình bắt cá quay anh em xem. Đó 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 đó. Cá chẽm, cá chẽm, cá chẽm. Dạ nhóc mày, vô đú nhóc mày. Rồi để lát mình xuống mình bắt, mình sẽ quay cho anh em xem nha. Trời ơi con cá bóng kìa. Trời ơi con cá bóng. Cá bóng là bằng con cá lóc luôn. Rồi, lụm đá. Đi thay đồ, lấy em cầm dép cho. Đúng rồi, em là chỉ xách dép cho anh là được rồi. Đúng rồi, kệ đó. Để anh lụm cho. Quê ơi. Trời ơi, con cá bóng. Ồ, cá bóng cá nè. Ừ, thằng khủng luôn. Trời. Một em. Đấy, bên lưng bắn lại hai thò lòi nữa. Nghe đây, quay. Cá nóc nè. Lét luôn. Rồi, kìa, cá nổi đâu rồi kìa. Giờ mình chưa này chờ chút xíu nữa mới ngắm thuốc quá. Đấy. Ê vô dẹp đồ đi trời. Đi. Rồi, bê bắn con nữa kìa. Lật bụng. Lật bụng rồi kìa anh ba. Cái đầu. Chớ dính mình. Lấy cái bao gì ra Sang ơi. Lấy cái bao gì ra. Đây. Bê làm con nữa ngày đâu. Trời ơi nó bự. Trời. Trời ơi lưng ơi. Cá bóng cát gì mà như con cá lóc gì đó nè. Nè. Còn lớn rồi nè. Con mà ngón giò không à. Đi thay đồ quá, thấy không? Rồi, thay đồ đi. Giờ mấy anh em mình xuống mò với chú với cha của Bảo với Bảo. Giờ mình mò ra đụng con gì là mình bắt con ấy luôn phải không? Ở đâu vậy sao mò? Con gì mò không hết à. Quá sâu rồi. Con khúc này sâu mà. Nó. Rồi, để mình xuống. Chú anh em ơi. Xuống anh em ơi. Khúc này hơi bị sâu rồi. Khúc này sáng mốt mới mốt mà. Có gì không? Đó. Bảo dính con gì vậy? Ủa, nó chuối. Dính cái này. Cái này có kho khô tiêu ngon nè. Cái này xương không phải không? Đây anh con. Có cá bự thôi, cá con. Con cá này nuôi cá lộn như cá lì thi anh ba. Đúng rồi, cá này đây nè. Cá này nè, cá cơm. Con cua. Trời ơi kìa, chết nhóc hết trơn kìa. Con chết nhóc. Đây nè. Quay đứng đó bậu. Tắt. Bấm tắt. Không dân hàng kìa mà bấm tắt cái. Người dân hàng cũng được cho thôi. Bấm tắt lại. Anh thấy hàng kìa, con qua kia gì kìa. Chứ mạnh ai nấy đi về. Rồi chưa chết đúng rồi. Tắt quay lại. Chết. Chết nhiều rồi chưa chết. Con này nước nhiều quá. Ngược lại á. Bấm quay lại. Ủa đó, tôm. Dừng lại. Dính con tôm. Trời, nó sâu ngập đầu ơi. Dính con tôm, lặn luôn nè. Còn mạnh quá. Thôi cá. Mình lưng viên nào lên. Đó. Cá đói, nó biết nó chuyện kìa. Cua. Nó đụng cua đó, cua cười vậy đó. Đâu đâu vậy? Cua đâu? Con. Rồi cá nhỏ nhỏ bỏ cho cua ăn. Con nó cô bự là chết là vô xong rồi ha. Dính. Cá thủ cá này ngon nè. Cái này ngon lắm nè tiền. Cá kìa. Nè nè Tú, nè nóng nè. Để ngồi nó nắng nghe mình cũng được. Cá đâu kia mốt. Ừ, sang được con nữa kìa. Chân hạn ngán ngán ngõ. Chứ mọi gì hồi là sót á, mà sót là mình có cua. Cái gì nữa? Sót mình đâu?
Ừ, cá chưa chết. Chưa. Ừ. Đó. Cá rồi. Trời, đâu rồi? Còn tỉnh quá. Ôi, con quá trời con, đừng đến ơi. Có món lên nướng quá. Rồi, anh mới đụng con gì đâu thôi. Anh mới đụng vào nó. Đó. Sao hay quá. Ôi, mấy cái nhỏ. Ôi, cái đâu ra bên ba đi. Ủa, tầm ba nghe cái chuyện nhỏ thôi đừng nói lớn. Tôm. Tôm được, bắt cua nó cự. Ủa sao nước này nước biển hay mặn quá ta? Bắt về con đi. Nước biển hay gì mặn quá nè. Con tại thấy muối á. Có đâu. Dính vô tay. Dính vô lưới nè. Chín. Nó tùng lưới không? Đó. À, sao không bắt tôm ông Dục? Tại. Con tôm này thảy bên kia mới được rồi. Cái thảy đây nhảy rồi. Nè. Chính ông bắt tôm á, ông bắt chính tôm ông Dục rồi kìa. Hồi sáng tôi nghe nó khai là em ngủ trên cái em nhảy xuống dưới em nằm luôn. Rồi anh thấy sáng em nằm chà bài. Cua. Cái bự nó chạy. Cái bự nó chạy. Hê. Tôm tôm tích. Chết rồi. Đây con nè. Ê, trời ơi, con cá bự đó. Đè Dục lên nè Tiên. Đưa chín ra, Chín thấy không? Còn con cá bự đây đó. Nó chạy rồi. Còn cá bự đó, nó chạy ủa rụt đây nè. Đây nè. Con không đụng cua ta. Nè con cua nè. Đụng cua ơi, không đụng chính. Bạn ơi, lại tôi nè. Không có căng đụng được đâu. Phải có căng mới được. Rồi bắt được con cá của anh B rồi. Cái gì à? Cá phi. Ồ. Bắt được cá phi của anh B nè. Bảo hay á, thuốc gì mà nó bắt được hay ghê. Sống nhăn này nè. Cái đây. Mỗi tháo. Ngồi chết dương sang rồi. Sang nó tóm được con cua rồi. Chào đợi đụng nó thì nó không đụng, mà thằng không đụng thì nó đụng. Kẻ ơi, để tôi. Dùng cái chỗ sâu sâu. Đây. Đè nó xuống dưới bùn. Bóp cái càng nó lại. Gì nó vậy? Vậy thì tôi tả bóp cái cạn. Đây nè. Đi tháo lại, bỏ liền để nó kẹp anh. Bự chà bá luôn. Nè. Tôi bắt được con cua rồi. Con ghẹ mà. Con này con ghẹ mà bắt. Kẹp. Ê, nó nhìn. Bảy. Con gì? Con quyết nữa kìa. Rồi, tiếp tục. Ê, có bao tay hả? Ờ, mới mò cua thôi. Bỏ đi. Cho nó kẹp đồ chơi. Đâu rồi Sang? Được con sò. Ơi. Ê, Lúc ơi. Đâu lẹ vậy? Ừ. Anh vừa theo nó mà. Dặn đầu nó xuống. À. Trời ơi, con cá bút cá kìa. Sang bắt con cá bự nữa kìa. Sao Sang bự cái nào? Cỡ với hai cái nãy không? Nhỏ hơn cái nãy không? Nè, đây con nè. Mấy cái sủ này ngon nè. Mấy cái sủ. Cái gì? Cái đục. Đó. Còn gì ăn được cho anh em? Được quá ngon. Đó. Còn gì bằng? một năm mới có một lần anh em ơi. Bào được như bào. Bào được như bào. Quay hồi nó đứt cái đồ luôn á. Full luôn, nay quay cho anh em full clip luôn. Trời ơi, nè, trời ơi cái này không nên nhiều quá dữ vậy? Cái đó mình có cái đó nhiều mấy cái trăm mấy ký. Đúng rồi, cái này ngon mà. Không, tao biết vui mày gì, có cái này tao xách cần câu xuống tao câu rồi. Mà mấy con cá này ba câu á. Câu ăn. Thấy có nước ra nước vô á, nó có đường nước á, nó mới dính. Đúng rồi. Full clip luôn rồi. Này quay trái cái máy luôn rồi. Giờ không có ngập nhà gì nữa. Cái nhỏ thả anh. Trái máy rồi. Rồi cá nhỏ sao đụng cá nhỏ không vậy? Đây. Con gì? Ê, bông xề. Bông xề. Ai ơi. Cha mẹ ơi. Đây rồi. Cha mẹ. Cha mẹ ơi. Con gì nó chui vô cái này ơi. Cha ba luôn.
Đi đi coi, chạy lẹ lẹ đi. Đây con nè nè. Cái đó biển, cái vùng biển. Vùng biển. Còn nó bên vừa cháy thôi nhé luôn anh ta. Ừ đúng rồi. À, mới chút xíu nhóc rồi nè. Mới qua cái khu này thôi. Cá nó chưa chết hết á. Ê, đây nè nè. Mấy cái này là bá cháy 100 mấy chục ngàn một ký trời. Con con nó bóng đi rồi, biết là mình điên đấy. Để coi. Rồi rớt luôn. Con tôm bự, múa lửa cho mày múa lửa. Gì? Cha mẹ ơi. Ôi da. Ở đâu rồi? Con cua nó kẹp đau quá trời. Thôi bắt cá đi, bắt cua bảo buồn. Chưa phải cho anh ta không đủ khả năng nữa. Dạ tôm tôm tôm. Đi con, búng ra, búng ra. Đâu vậy? Đâu vậy? Tiêu vậy? Mày hả bảo tao lấy bao tay nè bảo. Chấp luôn tay luôn. Mày hả bảo. Đây. Mình đeo bao tay vô nè. Chủ yếu bây giờ mình quờ mình kiếm con cua. Nó đâu rồi? Dạ mày. Đâu rồi? Con cua đây nó mới kẹp tao nè. Tức nó lắm rồi. Đeo bao tay thì nó không có cảm giác. Rút ra một cái. Rút ra một cái thôi. Rồi ông đụng ra. Ông đụng con cua. À con đó đường cùng. Sang sang dí dí. Ông mới đụng con cua kìa. Tôm kìa. Chết. Thiệt mò bao tay khó chịu thiệt chứ. Trôi đâu không vậy? Đó đó đó. Đây dính. Cá phi. Bay đường cua nữa. Này, nó chạy lên rồi. Mày hơi bụi. Ê. Ủa nó vô đó nó vẫn ăn vẫn kẹp à? Ủa, con không? Con. Cá nhỏ nhỏ. Chưa cá bự bên kia, hồi sớm bên kia vớt cá chẽm quá trời mà. Giờ muốn ăn sâu rồi. Mình chỗ múc bên sâu rồi. Rồi căng ba người ngang căng ngang mọi mưa nữa. Ok. Dạ dạ thấy thao lại đẩy lại cho thằng nó đi. Con chú hết mẹ rồi. Hết con chồm ra là hết. Con ơi ơi con cua nó bấy giờ là con chết luôn. Dạ mà cà chết trơn bự bự chết trơn rồi. Cua này chết lâu rồi.
Trời ơi, sao nó ở dưới chú đây 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 đây. Mặt mày sao không còn gì chơi. Đây. Bây giờ vô cái hố đó chắc có đấy chú Vinh. Có rồi. Ba ba lụm con này cho ba ba ơi. Cái gì? Nè anh để thao lại cho em nè. Không để cho em gì trơn. Ở đây này, mày chạy, chạy mày, chạy mày. Chạy hả? Chính đi rồi con đi lại con chính nè. Nó chạy vòng vòng. Nước nhiều quá. Nè lát lên chảnh cạn nha. Chảnh không có. Cũng có chạy ngược nước. Mấy con cá. Cá chẽm nó chạy ngược nước. Dễ giải thích hơn cá chẽm rồi. Té té cá bự cá bự cá bự. Đâu rồi? Như nào? Ui da hai ba con. Ui da, đây đây đây. Nè. Thôi, còn con nữa. Ôi. Căn hàng ba đây nè bê ơi. Mày vô cái hố rồi có không bê? Đó, 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 đó. Úi da, mày hả bưởi. Cá bưởi. Nó còn mạnh. Cá bự. Cá nó ăn ngon. Chết. Lọc chết nha. Xa cạn lắm nè. Cái này múc lẫm chậm. Đây nữa nè. Tiêu quá. Mình bắt chút xíu nè. Con biển, con số bự. Cua đây nè. Đâu, đâu. Có bự không? Con nói gì đâu cũng chạy. Chạy hả? À? Một lát nó sẽ dính nè. Dính không? Không bắt cua nữa kìa. Con nhỏ rồi. Đó, con mà bò nữa con. Hồi nãy con cua nó kẹp con cái cạn nó bự lắm. Dạ dạ. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây cá. Phi. Con. Rồi cá nó cắm đầu nó lú đuôi nhóc luôn rồi chứ. Trời ơi. Cua nó ăn hết khúc vậy. Bỏ cho nó ăn luôn. Nó chạy rồi, mới đụng nó chạy rồi. Nó lẹ quá. Đây. Ồ, cái mấy cá trắng này ngon thật ngọt. Phi. Kìa. Con gì vậy? Cá gì vậy? Cua hả? Cua. Cua. Hai con luôn. Cua nhỏ. Đây con nè. Rồi con này chết chắc rồi. Mới vù vù đâu đây nè. Vậy hay vậy ra đây ui da đi lên đi nè. Mày lên đây. Mày lên đây. Quay động như nào nó cắn luôn
Sang ơi, anh làm được rồi Sang ơi. Đực. Ôi, hai cái càng thịt nè. Không, thịt không, con này chắc nịch luôn. Nặng đúng rồi. Ở đây là thiết kế vậy đó. Chứ vợ bả nước 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 lớn nước gần nó đâu có chênh lệch nhiều. Ở bên đây là nó chênh lệch nhiều. Con gì? Đây nè, nhìn cái bay nè. Đâu? Đằng kia con nó nè. Nó nằm đây nè mày ơi. Đây nhóc đây nè. Ừ. Ủa nó đâu? Ủa dạ. Ủa dạ. Mày hả mày? Càng bự càng bự. Đằng đây con nữa nè. Đằng đây, đằng đây. Đây nè. Đúng rồi. Ngủ vô nó cặp 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 nè. Dạ, hung dữ mày. Từ từ bác đừng gấp. Đây nè, hai ba con này nè. Còn con này nữa nè. Từ từ để anh nhìn. Chúng này phải không? Đại nước cạn queo có thấy rồi, đâu có thấy đâu. Không thấy. Chúng này không thấy không. Đâu? À thấy rồi, thấy rồi. Để rửa con này coi. Cái con lựa con chắc. Đây. Con này nó bở rồi, con này nó hơi mềm, tha nó đi. Mà con chắc nè. Nó mềm nó bọp quá. Con này chắc nè, con kia nó mềm xèo à. Cua này yếu quá. Vàng tươi nè. Chết nằm chổng mông. Chín cọc cua nè. Ôi, nó còn quéo theo kìa. Trời ơi, nó xé luôn kìa. Này vậy là chín. Nằm chờ hai trời bây giờ đưa giò ngắn luôn. Giữ và cố. Không giữ rồi nó kẹp banh cái đầu con cá luôn rồi. Thank you.
không chịu buông. Buông quấn cái càng này đi. Đó. Cua này chắc. Nãy cạp xịt xịt si gô luôn nè. Một con. Con cua nữa. Mà nó chắc. Chắc không? Con nó chắc không? Chắc. Trời ơi, con cá kìa. Anh làm cái hành động gì vậy? Con mới thả bọp á. Cắn bẫy tay. Nó được càng ngay. Nó chém về à? Nhanh lắm. Đây được. Đó vừa hỏi tôi quơ cái tay ngang cái làm cái, quơ cái tay ngang làm cái. Giờ dài tới sang nó chém về sao? Chụp mục tiêu ở chính. Ê, cua bự đây nè. Đâu đâu. Yeah. Trời ơi nè, xa ngu. Ê, tao hứng được rồi mày. Sao mà chở được. Con cua bự à, xảy à. Con tôm này nó bún quá trời à. Đây kiếm mày. Khu vực này có tôm. Tôm nhiều rồi. Con này này. Nè, con thấy cái gâu con tôm. Ê, dính luôn. Hai con. Ê, nó nhảy ra. Nó nhảy ra chính thôi. Rồi. À, cái số mày số chết rồi. Nhảy ra mà nhảy lên bờ. Anh không phải như mấy thằng nó đâu. Bắt cạn kiệt của em. Anh xin hai con rồi không? Không. Có đúng hai con à, họ có con bự anh đổi. Họ có con bự anh đổi. Anh đổi con bự, anh thả con nhỏ. Ôi trời ơi. Gì vậy? Sao mà kỳ vậy ta, đi xuống đích cũng bị vậy ta. Dính kỳ quá. Thôi. Đổi đi, đi, đi. Dính nước lên mông, dính bỏ lại không à. Ê, ê, lên con ai vậy? Lên đi con, ê. Vừa thấy con bự đắng lên nè. Con cá nhà vậy đi lên con ơi. Ồ, chà bá luôn. Con cá nhà vậy? Ở đâu xuống địa tôi bắt vậy? Thấy con cua rồi. Anh em ơi. Lội bụng mỏ giò quá. Nó quậy đục nước hết trơn rồi nè. Ái, hang thò lội. Ồ, cái dấu thò lội bự. Hả? Thấy à, thấy à. Nó đâu đây nè. Ủa nó đâu? Ủa mới sẹt mà. Ủa thấy nó không có bên sẹt mà. Hay vậy. Thôi là bắt con này nè. Đâu? Mỏ giò quá trời. Đâu? À ha! Chà bá lửa luôn. À hai con, hai con. Trời ơi cua ôm.
Cua ôm, cua ôm. Chú đè nó xuống bụng. Cua ôm, cua ôm. Còn con cua cái đây nè. Bỏi. Bắt con bự thôi. Ê. Quá trời rồi. Đủ rồi về. Đủ rồi, đủ rồi. Quá tay con cua rồi. Quá trời rồi. Cua bự bà con ơi. Con cua kinh càng. Nó ôm cua cái. Cua cái thả hả? Cua cái nhỏ mà. Gì hả? Ê, đi lắc con lại quẹo luôn nó. Ủa, ôm hả? Ờ, bữa ông bảo nó không cho bắt con cái cho mà. Trang ơi Trang. Trang ơi là Trang. Ủa cháu. Cháu sao? Cháu cua cháu sao? Sao lại em không dây rồi? Em dây lên mà. Đau xót ly con cua. Ba còn cầm dây đưa em bên ba. Chưa từ từ. Anh thấy em đi anh muốn làm gì anh làm lên em chỉ cho một khóa là dạy anh ba khóa nè. Anh ăn cua giỏi mà anh chói cua dở lắm. Em tù cua này nè. Nói đừng có tuột. Anh đây. Gì? Lấy cái giò trắng cho cái mù nó coi. À. Đập mù nó xuống. Nè, ta kêu sao thì làm gì nè, đi. Nè, đạp xem nè. Chỗ gì chị ba nè. Miễn sao tao chấu được thôi. Ừ, chứ sợ gì. Chối cua. Con cua. Nè, nè ha. Vậy nè. Nè, giờ mà một lần nhất nè. Chàng dưới đây nè. Nó ruột thấy không? Không được đâu. Nó ruột cột lại ruột lên. Ủa mày nói. Mày nói tao bắt cua dở mà nè. Bị kẹp dở mày. Nè ba. Nè, dạ. Nè, anh không chấu được rồi nè. Chối đi. Yeah. Bóp cả đây. Ừ, đúng rồi. Còn cua cái sao mà cha nó không cho bắt. Là con cua này nãy hôm cua cái á. Cua gạch sao á. Mẹn được. Đúng rồi. Con cua. Con nó chưa nhầm nhồi. Ta dậm dưới vậy nè, ta dậm lên giờ lẫm anh á. Tiếp tục nè mày. Trời thấy không? Ngắt liền. Hay quá. Ui. Mình cho điều gì cũng được rồi. Nè, bắt như vậy nè. Đâu đâu Bảo? Bảo đừng con. Đâu? Bự không? Anh mới vừa được người ta chỉ cột rồi nè Bảo ơi. Ruột đen mò lại cho. Ôi. Đâu đâu, bự không? Ồ con cua. Con cua càng xanh. Đây, đến đây con làm được rồi. Gì vậy? Bắt được cua rồi. Con này nãy không? Em à. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, cái cột cua gồng cơn vậy. Nè. Nhé cái này xuống đây nè. Nè. Nhé cục dây này nằm ở dưới cái nằm dưới cái mà, đúng rồi, đó nè. Vậy mà dạy người ta. Xua, con đây luôn. Rồi, đúng. Nè, rút vô. Ôi con cua anh em ơi. Ê, anh xin hai con bự này được rồi. Con bự em nói bắt rồi để trả lại em bán. Nhỏ em không cho. Con cua cái xôi thầm đó. Cuối cùng cũng bắt được con cua rồi. Bà. Rồi rửa cái coi. Rồi ôi. Con cua.
Mày lưới. Trời ơi. Ôi. Ăn khốn, ăn khốn. Con cua bằng cái đậu hoàng sang luôn nè. Tới đường cùng rồi kìa. Cùng đâu cùng. Đi 300 năm nữa chứ cùng nữa. Mình bỏ vậy túi ha. Bắt cua cầm hai càng này nè, ai bắt cua. Con bự nó dễ, con cua nhỏ thò vô là dính này. Rồi tiếp tục. Đây nè, cái này. Đây cua xuống nhìn đây. Trời ơi. Phăng phăng. Trong cát nửa kiếp kia. Phăng. Đâu ơi. Ai vậy? Dục nó dép nó chạy rồi. Trời ơi, thôi tự dính rồi kìa. Con cá. Con cá. Có sức bự luôn. Như con cá lóc kìa. Cua đây. Cặp mấy cặp nhát nhát luôn rồi. Là không có gì nước cũng giật mình nữa. Biết cảm giác. Tao đợi nó cặp. Mấy tay nè. Sứa nãy bắt con rồi. Gì vậy? Sứa nãy bắt con rồi. Coi chừng con cua. Coi chừng con cua. Đang quần nè. Ờ nó quất cái giò nè. Thôi đi trước đi. Để đi trước đi thằng. Có cá nào quá kìa. Đó đó đó. Nè nè. Dưới á dưới xịn á. Ê mà chơi lùa lùa vô hát anh. Không anh đó. Quá rồi. Thấy sang chưa? Thấy sang chưa? Để tới bê. Còn nôn và thanh lắm. Thấy không? Lên bờ là bê làm được. Cái vua này có gì đâu ăn bê. Có cái càng á. Chừng chừng cua đỏ tươi về ăn gì? Mở thả đi. Hả? Không. Nào không được mở ra. Mở ra đi. Mở ra đi. Em về lại. Còn để càng cua tôi tiêu rồi đờ đi. Nó gãy nó. Muốn nó mọc lại em. Con này hết mọc rồi. Hết mọc thì bỏ vô đi đem về ăn. Mọc rồi ăn đi. Mình thả. Em bóp. Vậy cứ thả nó không thả nhà mà. Tiếp 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 đi. Đây đây đặng có cái gờ nó không chạy được đâu. Kẹp gì. Nó kẹp giật nhát luôn á. Mơ đủ bây giờ giật mình á. Bây giờ đụng tới giật nước giật mình. Rồi sai dính nè. Dính rồi dính nè. Cái hào nó còn bao tay nữa mà đấy mà. Còn. Đây đây. Em đưa bao tay em đi. Hai tay nó chịu nổi. Hai tay chỉ có một cua thôi. Nè một cua lên trước đi. Nè nó đang có cái bực rồi nó không chạy được đâu. Lũng tay gì mà lũng cầm lũm trên vậy nè. Đêm đó sáng là một ngày đó mà chói không xong. Bảy. Ê! Bự không? Chạy lên bảo gì vậy? Không biết nữa, không nói đâu. Chạy rồi, chạy lên ba đó. Thôi, đừng tay anh. Anh bị nhát luôn rồi. Ôi, trời. Chạy bá rồi, chạy bá. Bự. Bự là con sá. Sáng phăng. Quá đỏ rồi. Trải nghiệm bắt cua. Mà cua kẹp quá rồi chạy luôn. Nè quất lũng giò luôn. Bây giờ không bị kẹp gì ta. Em giờ trúng một lần gì nè. Hên thôi, hên thôi. Hên thôi. Anh lên kiếm cua cạn. Ôi cá bóng nữa kìa. Cua. Ôi ông cua chết. Trời ơi, chà bá luôn mà chết queo luôn. Trời ơi. Ủa. Trời ơi. Hàng gì đụng nó im ghê.
ai em dữ rồi. Em không đụng con đi trên bờ uống nước cũng nhiều đó, tại vì ta chưa uống được miếng nước này trơn á. Uống nước này vô chút dậy luôn. Cá nâu cua cá không đó, cá nâu nè. À, đừng có chọc em, đúng không? Đúng không? Mé vào mé xem. Em giấu người ta. Đụng nó lên, đụng nó lên. Có cái chủng vậy nè. Cá nâu. Tiếc kìa, nè. Cái thùng đấy. Giờ nó tiếc của. Sao ổn cái thao. Quá chạy. Số bự lắm cha ơi. Đó đó đó, trời ơi, dạ trời. Ôi. Dụng xuống kia luôn rồi. Giả bộ nó dụng xuống kia luôn rồi. Trời ơi, làm em bắt thôi dụng. Ôi, cố tình nó thả. Này không bao giờ được lên nhà tao nhậu nữa đâu. Bữa nay nó bỏ cái xuống vô chi vậy? Chưa, nó dục luôn, nó thấy hàng mày bắt con xuống bự cái nó dục con xuống nó luôn. Nó giả bộ nó dục. Trời ơi, con ba đâu chụp đâu. Quá rồi. Đó hết hồn trời. Nè, 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 bỏ vô đi rồi đẩy lại. Thôi đem cái đựng nó lên thả nữa. Thôi mượn em đi. Ê, gì vậy? Ông anh nào bắn ngay tôi vậy? Không tin ai hết. Ê, người ta bơi. Ê, chị ơi, bới em dán cơm giả bộ gớt gớt luôn, thả cho chó ăn. Xấu nhăn luôn, người ta nhợ như lão. Không có. Chẳng thà tôi nói tôi bán còn đó 5-10 ngàn gì anh mua chứ anh làm gì kỳ cục vậy? Nó cầm hồi nãy giờ nó không bỏ vô, nó cầm nó cà nưng cái nó trong nó dột. Ông nội ơi, nội giống hết rồi. Mày giỏi lắm. Được rồi đó, mày được rồi đó. Ai cũng thấy mày diễn dở quá. Nhiều bao nhiêu con mắt. Thiệt chứ mày diễn dở. Quần mắt lại cho bằng được kìa. À, hết nổi rồi, có thùng. Nó nặng quá trời ơi. Nằm im gái, ừ. Nằm im. Xú nha anh em. No mồi rồi. Mình về bển cá nhóc quá nè. Sao giờ nhiêu đi. Đẩy hết nổi rồi. Nết xình rồi. Xuống nước rồi, khỏe. Rồi mình tải đạn. Hàng con cá nâu. Nó nằm mấy hốc cái hang. Bề bắt cơm đóng này nhóc. Còn cái đói bự kìa. Ừ. Thằng Bơn. Cái thằng Bơn. Cái này ngon lắm bộ. Thịt không à bà? Thịt không à. Cá thằng Bơn hả? Cá thần Bơn. Thằng Bơn. Thằng Bơn kỳ vậy trời. Cá rửa trâu xào ai má méo miệng, cá bảy trâu nhiều chuyện nó chết cái môi á. Còn này là cá thần Bơn, nó không dính díu gì trơn á. Trời ơi, chặn ngang mà. Trời ơi, nó nâu chà bá cơ kìa. Ê. Gì vậy? Cá mở bao tay ra. Ông nội ơi, biết con cá là con cua. Nhét tay luôn. Đeo, đeo hai cái bao tay. Đeo chồng vô nữa chứ. Như không nổi. Như luôn rồi, cái tay em là như rồi. Buông tay rồi.
lắm. Nó kẹp vào nhát luôn á. Nè. Trời ơi. Bỏ hồi bữa bắt cua chà bá thôi kìa. Trời ơi. Cá nó cắm đầu nè. Vô. Kéo thùng đi hết nổi rồi. Bộp thả thôi chứ. Cầm ai, cầm hai càng vô ai. Ờ, con cua nè anh em ơi. Đây là tay sát cua nha anh em, nè, cua nè. Rồi con cua nè. Đó, nó bự à. Rồi. Rồi xong. Quá kẹo luôn. Nó dũng bên đó đi. Bỏ cho nó bỏ đại đi. Tự nó bỏ càng. Tự nó bỏ càng. Thôi, đây không ấy, rồi. Có thật không? Bỏ uổng. Không, không có gì trên nước đâu mẹ. Bỏ đi, để bắt vô. Thôi, đi ra. Đi ra. Nó mệt. Đây còn. Đây còn. Đội nó không bê, nó cũng không cho nữa hả? Phát hiện. Quá trời cá nâu à. Còn đáng con nữa. Hai con. Một con. Hai con. Hai con. Chạy đâu. Con này nữa nè. Ô nó nằm nhóc con này nè. Kéo cái thùng hết nổi rồi. Đang còn nữa nè. Ngoài lụm xù. Nhóc luôn. Trời ơi. Trời ơi, đây nhóc rồi nè. Ồ cái nâu rồi nè, nhóc luôn nè. Nãy giờ tôi lụm hơi cả chục con rồi trời. Quá trời. Không. Ai biết. Chém. Hơn cả lâm kiệm. Chờ mày luôn. Đây đây. Đây nè, tao mới đụng nó phún lên nó chạy rồi nè. Đây con. Cái nâu nhóc luôn. Lên bờ chưa? Nước khô. Ôi ôi ôi. Full. Anh em xem là full clip luôn. Quá. Wow. Tao rồi đây nè, hai tay hai con ở trên này, ở trên cảng này nằm nhóc cái này nè. Ê nhảy lên mé nè. Úi chà.
khỏi cái bọc nó rồi. Đây. Đụng, 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 đụng mà cứng cứng là nó đó. Đây nè, đây còn, đây còn. Wow, mê tay luôn. Này bắt cá đã luôn. Sang được con cá ngát nữa anh em. Đâu cá ngát đâu tiền? Được không? Đó. Ồ, bạn cá ở đây hả? Rồi 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 rồi. Con gì? Con gì? Gì sáng? Chạy hỏi muốn tiêu rồi. Đầy con rồi. Dính rồi. Bề bị dính rồi. Nó đưa hai cạn lên sẵn. Cua chết nhóc quá trời. Một cua. Giờ cua cắn cái cua kẹp cái nhát hay nào. Không biết. Được. Trời ơi. Ông em tin tin luôn cái thùng được không? Chục ký phẻ. Cái này kìa. Dạ. Dạ. Rồi, tới đây là giáp mí rồi. Ui, coi cua chạy rồi. Cua càng nằm đây. Ta bỏ càng lại á. Đi bể rồi. Có thịt không? Đây nè, cá nằm đây nè. Đây nè. Đến đây. Kiếm. Gãy hết chưa? Gãy hết cạn. Vậy là gãy hết cạn quá. Bàn lại. Bự không? Bắt không đi? Ồ, không. Đụng cua là bỏ không quá. Kẹp nãy cho bấy. Đâu nào, muốn thèm này à? Nó nằm trước đây nè. Ờ, chụp xuống lụm không? Ơi, chụp xuống nè, lụm với tay. Đâu phải. Con cua. Cái này mà. Đó là con cua mà. Nằm kế, cầm kế tới nước. Nó đang ngậm cá mà. Bắt cá lên rồi. Dành ăn với nó. Dành nè. Rồi, xong. Rồi, giáp mí. Rồi, con nè. Bạn một túi nữa. Nè, đổ lên luôn cho nhẹ. Hết. À, giờ nó nặng. Cua này gãy.
nướng dừa. Dạ, trời, dĩa muỗng dán dán nó đẹp nữa. Con lớn là nướng dừa. Nó vô một cặp nữa ha. Bây giờ nó bán, kêu bán cá giống con này đó. Nãy giờ mò hoài mấy con xuống quá tài. Đâu rồi, nó ngát nữa. Ăn cắp theo con cá nữa. Quá trời luôn. Ui da, ui da. Con dục hai con kìa. Trời ơi, gì không bị đâm nữa, đau trời, xuống dưới trời. Rồi. Ý, bò đâu nè em. Trời ta. Trời ơi, bự rẻ đang hồ đùi luôn kìa. Rồi. Cua thịt. Có dây nè, dây nè. Tao mà bật chế độ lên rồi thì tao bươn theo mày. Mày chắc mà. Con này chắc, mình mua nó quá ngu đúng không? Nói mình mua. Rồi xong gãy luôn. Rồi, nó bỏ cái hũ. Khỏi cô. Anh em ơi, mò nó giờ giáp rồi, một vòng rồi. Bên đây mò nữa, qua nữa. Một xe gùa luôn. Qua trời. Một xe gùa luôn. Này cái chẻm à. Hả? Không, ba dít đây. Rồi cái nâu quất ba dít đây. Nè trúng giò nè, đó tươi nè. Làm nhau quýnh vậy nè. Thì còn nói chuyện. Bị cái giò, bị cái giò chứ chưa bị mình. Trời ơi tôm xú. Hả? Quá trời. Kìa sang xếp lại một thao nữa. Mệt. Mệt quá trời anh em ơi. Này. Này, thành quả của anh em nè. Không có gì nữa anh em. Đâu có gì hết trơn á. Bê lửa ơi, cá thì chị luôn. Kinh khủng cá. Rồi. Xong rồi anh em ơi. Đây. Cá nâu một thùng luôn. Quá trời ơi. Ồ, cá chẽm. Con bự. Con thao nữa. Cá chẽm này lái vô cân. Ồ, ồ, kìa. Cái này qua tay. Cái này sạch giờ để đâu nè. Kinh khủng luôn. Ngoài sang còn cua ngoài nữa. Để ra ngoài mình quay cho anh em xem. Đây, ở ngoài này được nhiều nữa nè anh em. Tôm và cua. Đúng rồi. Quá tài à. Rồi xong. Thôi lên đi hay. Nước nhiều rồi lên đi. Rồi thôi mình cứ kết thúc video nha anh em. Anh em xem video hay cho mình like, mình chia sẻ nha. Anh em muốn mua thông minh thì cứ liên hệ số điện thoại màn hình. Rồi chào tạm biệt anh em.